Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trí Tâm tên thật là Dương Trí Tâm sinh năm 1952 tại quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ông là một nghệ sĩ cải lương hoạt động từ trước năm 1975 tại Sài Gòn ngoài việc ca hát ông còn sáng tác vọng cổ hai tân nhạc và sử dụng thành thạo các nhạc cụ cổ truyền từ năm 1958 đến 1963 vì nhà ở gần dạp hát Long Tấn nên ông thường xuyên được nghe những bài vọng cổ từ nhỏ ông còn được bà ngoại dắt đi xem những vở tuồng cải lương tại đây năm sáu tuổi ông xin gia đình theo học các nhạc sĩ cổ danh tiếng như thầy Minh, Mười Ngoan, Bùi Kiên, năm Thế từ năm 1964 đến 1970, sau 2 năm theo học soạn giả y, sau đó ông được Yên Sơn giới thiệu đi biểu diễn tại miền Trung với đoàn Tinh Hoa. Ông đã được chỉ bảo về kinh nghiệm sân khấu nhờ các đàn anh đàn chị trong nghề như Hữu Lộc, Ngọc Thanh. Sau một thời gian ông đã bị bể tiếng cũng như gia đình nhắn ông về trả ôn vì mẹ bị bệnh nặng. Sau đó ông ở lại nhà học tiếng Hoa để theo nghề buôn bán theo ý muốn của cha. Được một thời gian cha của ông đã cho ông đi học nghề ở tiệm chụp hình Á Châu tại Cần Thơ. Ngoài ra ông cũng cộng tác với ban nhạc của Nam Hí và Y Sơn. Thỉnh thoảng trí tâm đi lưu diễn cùng ban cổ kim hòa điệu theo trận tiểu đoàn 40 chiến tranh chính trị. Về ca hát ông đã góp mặt trong rất nhiều đĩa than hay băng cassette cải lương hoặc tân cổ giao duyên của hãng đĩa hát Việt Nam. THU nhỏ vì nhà ở rất gần dạp hát Long Tấn nên tôi thường xuyên được nghe những bài vọng cổ và được bà ngoại dắt đi xem những vở tuồng cải lương được diễn trong dạp. Tôi đã chịu ảnh hưởng nặng nề của nghệ thuật cải lương ngay từ những ngày thơ ấu và cảm thấy thích thú xin gia đình cho đi theo khi mới lên 6 tuổi nghệ sĩ trí tâm bồi hồi kể lại. Khởi đầu, nghệ sĩ trí tâm được học ca với thầy Minh. Sau đó, được các nhạc sĩ như Bùi Kiên, 10 ngoạn và 5 thê lần lượt chỉ dẫn. Năm 13 tuổi, ông chính thức theo soạn giả Yên Sơn tức nhạc sĩ Út Châu học nghề. Đây cũng là người đã tạo được ảnh hưởng lớn trong bước đường nghệ thuật của nghệ sĩ Trí Tâm. Sau 2 năm theo học thầy Yên Sơn, tôi được giới thiệu theo đoàn Tinh Hoa. Những người có thẩm quyền trong đoàn hát này đã để ý đến khả năng của tôi qua những nhạc phẩm tân cổ giao duyên do soạn giả Yên Sơn sáng tác. Lúc đó tôi đã được mời thu thanh trên những đĩa nhựa của hãng Continental như Em bé đánh giày, về bên gối mẹ, con quạ con trồn, em bé bán báo. Phải nói bây giờ nhớ lại thời gian đó, tôi cảm ơn những cực nhọc đã cho mình nhiều bài học quý. Kinh nghiệm của nghề hát là sự trải nghiệm không ngừng. Hào quang rồi sẽ qua nhưng bài học quý để hình thành nhân cách của người nghệ sĩ thì phải được nhân lên với việc đúc kết thật nhiều thất bại gian nan cộng với thất bại sẽ cho người nghệ sĩ ý chí vượt khó nghệ sĩ trí tâm nhấn mạnh trên sân khấu đoàn tinh hoa thời đó nghệ sĩ trí tâm đã có cơ hội thể hiện khả năng của mình qua nhiều vai diễn có tính cách khác nhau như vai nacha trong nacha lóc thịt vai kim đồng trong công chúa thủy tề vai mã trí tâm trong người ăn cắp bánh mì do yên sơn sáng tác theo một đoạn của tác phẩm let miserables do nhận biết được năng khiếu của nghệ sĩ trí tâm những nghệ sĩ đàn anh đàn trị trong nghề như Hữu Lộc, Ngọc Thanh, Tuyết Mai đã sốt sáng chỉ bảo cho nghệ sĩ trí tâm về kinh nghiệm ca diễn. Sau này, có một khoảng thời gian nghệ sĩ trí tâm theo học đàn bầu với nhạc sĩ Tứ Quốc, thường được gọi có quốc. Từ đó ông được mời cộng tác với ban cổ nhạc Tây Đô Cần Thơ của ông Nam Đờn danh cầm đàn xến thời đó chỉ huy. Ngoài ra, Nghệ sĩ Trí Tâm còn cộng tác với ban cổ nhạc của Nam Hí và Y Sơn trong những chương trình phát thanh trên đài phát thanh tại Cần Thơ, cùng là nơi anh sử dụng đàn bầu cho chương trình thi văn tao đàn. Vào khoảng năm 1971, nghệ sĩ Trí Tâm gắn bó với đoàn giả Quang Châu của ông bà Tám Vân Tức Soạn Giả Nhị Kiều. Sau đó ông đầu quân về đoàn Kim Trung Năm diễn thường xuyên dạp Olympic để thay thế các vai diễn của nghệ sĩ Minh Vương trước sân khấu đoàn Kim Trung năm và sau đó Kim Trung hai nghệ sĩ Trí Tâm bắt đầu tạo được uy tín qua những vai quan trọng. Vở đầu tiên, anh đóng chung với Minh Phụng nhan đề nhất kiếm bá vương. Sau đó được mời thủ vai Thái tử Lưng Gù trong bằng tuyển công chúa. Vào thời gian nghệ sĩ Phương Bình của đoàn Kim Trung hai gia lập đoàn riêng. Ông về thay thế với vai trò kép tránh cho đoàn này diễn với nghệ sĩ Mỹ Châu. Năm 1975, nghệ sĩ Hữu Phước và Hương Lan được mời về cộng tác trên sân khấu Kim Trung. Lúc này nghệ sĩ Trí Tâm cùng diễn với hai nghệ sĩ tài danh này trong vở Hán Đế Biệt Chiêu Quân. Nghệ sĩ Hương Lan trong vai Triều Quân và nghệ sĩ Trí Tâm diễn vai Hán Đế. Hai người sau đó đã rất được khán giả mến mộ khi cùng đóng vai chính trong vở nắng thu về ngõ trúc. Cũng thời gian này Hán Đế Trí Tâm và Chiêu Tâm Hương Lan bắt đầu có tình cảm đậm đà để tiến đến hôn nhân cực nhọc vô cùng nhưng bù lại tôi vẫn có thể tham gia biểu diễn vào những ngày cuối tuần. Sau đó, tôi quyết định rời sang Houston của bang Texas, Mỹ cư ngụ tháng 10 năm 1989. Lúc này tôi có quen một người bạn gái ở California, Mỹ. Cô đã hứa sẽ bảo lãnh tôi ở lại Mỹ. Nhưng sau khi tôi qua đến tận nơi, thì cô ấy báo là đã có người yêu khác. Nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ thấy chán nản đến mức nào nhưng đã lỡ qua mỹ và nhất là đã từ giã bạn bè ở pháp rồi nên nếu về lại pháp thì kỳ lắm sau này tôi thành hôn với một người phụ nữ thương yêu tôi hết mực cô ấy tên minh tuyền quê ở châu đốc là người phụ nữ lo lắng cảm thông giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành phòng thu cũng như trong những hoạt động nghệ thuật của tôi trên đất mỹ sau bao gian nan tôi đã có được hạnh phúc cho đời mình Tôi trân trọng điều đó và hàng năm vợ chồng tôi về nước, tham gia làm công tác thiện nguyện và hạnh phúc nhất là được đưa đờn ca tài tử vào học đường nghệ sĩ Trí Tâm đã nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.